bắt đầu với lại tên tấp của Hậu chạy vlog nha. Hôm nay Hậu có mặt tại chùa Trồng Chôm, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh của mình. Hôm nay Hậu nghe cũng thấy một đám xích giá thì theo cũng đang dâng vào chùa Trồng Chôm, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh của bọn mình. Và trời cũng đổ cơn mưa rồi cô bác mình ơi. Sau những cơn mưa thì chùa Dòng Xanh, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành cũng đã diễu hành ba dòng chánh điện, ba dòng chánh điện chùa Dòng Xanh này các bác mình. Hồi nãy mưa lớn các bác mình ơi, mưa khoảng chừng hơn nửa tiếng đồng hồ giờ mới tạnh.